Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần cập nhật lịch thi đấu Euro 2024, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Đức, trận đầu tiên của vòng tứ kết Euro năm nay. Các bạn thân mến, vào 23 giờ ngày hôm nay mùng 5 tháng 7, trận đấu siêu kịch tính và siêu hấp dẫn giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha sẽ diễn ra. Đây được coi là trận đấu chung kết sớm của Euro 2024. Đội tuyển chủ nhà Đức đã vào tứ kết lần thứ tư trong 5 kỳ Euro gần nhất mà họ tham dự. Họ đang dẫn đầu tại vòng chung kết Euro 2024 về số bàn thắng là ghi được. Các học trò của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đánh bại Scotland với tỷ số 5-1 trong trận mở màn trước khi họ chiến thắng 2-0 trước Hungary để đảm bảo một suất vào vòng loại trực tiếp. Bàn gỡ hòa muộn của Niklas Füllkrug trước Thụy Sĩ hòa 1-1 đã đảm bảo vị trí đầu bảng A cho cỗ xe tăng Đức, đưa họ gặp Đan Mạch ở vòng 1/8. Đội tuyển Đan Mạch đã chơi không tệ tại Dortmund, họ kiên cường cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên thì trong hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Đức tăng tốc và Christian Eriksen cùng các đồng đội đã không thể chống đỡ. Kai Havertz mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 58. Anh thực hiện thành công quả penalty. Havertz có 4 bàn thắng tại vòng chung kết Euro năm nay, chỉ kém Julian Griezmann và Mario Gomez. Cả hai đều có 5 bàn trong màu áo đội tuyển Đức. Jamal Musiala sau đó ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Đức ở phút 68 và đây là bàn thắng thứ 3 của anh ở Euro kỳ này, vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới. 3 trong số 5 bàn thắng của Musiala cho đội tuyển Đức cho đến thời điểm này giúp anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai đạt được 3 bàn thắng tại Euro sau Wayne Rooney của đội tuyển Anh. Đã có những tranh cãi liên quan đến việc Kai Havertz và Füllkrug đá chính, nhưng có vẻ là huấn luyện viên Nagelsmann vẫn kiên trì với những lựa chọn của mình. Füllkrug đã ghi 4 bàn thắng từ băng ghế dự bị tại các giải lớn và có lẽ anh sẽ là một siêu dự bị thay vì là chen chân vào đội hình chính. Ngoài Musiala và Havertz thì Toni Kroos cũng đang chơi nổi bật tại giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Anh có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 95%, tỷ lệ cao nhất của một cầu thủ thực hiện trên 300 đường chuyền tại một vòng chung kết Euro kể từ năm 1980. Sau khi vượt qua Đan Mạch thì Đức sẽ gặp Tây Ban Nha ở tứ kết. Tây Ban Nha và Đức ở trận tứ kết này là ở mức cân bằng nhau. Cuộc đọ sức giữa hai đội bóng chơi thuyết phục nhất tại Euro 2024 cho đến thời điểm này sẽ đầy hấp dẫn. Đây là lần thứ tư Tây Ban Nha và Đức gặp nhau tại các vòng chung kết Euro. Tây Ban Nha đã thắng 2 lần, năm 1984 và năm 2008, trong khi đó Đức thắng 1 lần năm 1988. Lần gặp nhau gần đây nhất của họ là trong trận chung kết Euro 2008, Tây Ban Nha đã thắng 1-0 nhờ pha lập công của Fernando Torres. Đây là lần đầu tiên mà Tây Ban Nha và Đức gặp nhau kể từ World Cup 2002, giải đấu mà hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 ở vòng đấu bảng. Tây Ban Nha bất bại trong 4 trận gần nhất trước Đức, không tính giao hữu, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, Đức bất bại trong 8 trận gần nhất gặp Tây Ban Nha tại sân nhà khi thắng 5 hòa 3. Chưa có quốc gia chủ nhà nào bị loại khỏi vòng tứ kết giải vô địch châu Âu, với cả 4 đội chủ nhà vào tứ kết trước đó đều đi tiếp. Cụ thể là Anh giành chiến thắng trong loạt sút đơn lưu trước Tây Ban Nha năm 1996, Hà Lan đánh bại Nam Tư với tỷ số 6-1 năm 2000, Bồ Đào Nha đánh bại Anh trên chấm đơn lưu năm 2004, Pháp đánh bại Iceland với tỷ số 5-2 năm 2016. Một thống kê khác cũng ủng hộ đội tuyển Đức, họ vào bán kết trong 3 giải lớn gần đây nhất là đội chủ nhà. Đây sẽ là trận tứ kết thứ 19 của Đức tại World Cup với 14 lần và giải vô địch châu Âu Euro 5 lần, nhiều nhất trong số các quốc gia tại châu Âu ở hai giải lớn này. Họ đi tiếp ở 15 trong số 18 lần trước đó với tỷ lệ 38%, bao gồm cả 4 lần Euro 1996, 2008, 2012 và 2016. Đức đã ghi được 10 bàn thắng trong 4 trận đấu gần đây của họ tại Euro. Đây là thành tích cao nhất của họ trong một kỳ Euro. Trong khi đó, tỷ lệ chuyển đổi những cú dứt điểm của họ tính cho đến thời điểm này là 13,9%, cao nhất của họ trong giải đấu này kể từ Euro 2008. 14,5% một kỳ Euro mà họ bị Tây Ban Nha đánh bại trong trận chung kết. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Tây Ban Nha với nhiều cầu thủ trẻ cũng đã gây ấn tượng tại Euro 2024. Họ giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu cho đến nay và chỉ kém Đức về số bàn thắng ghi được với 9 bàn. Họ đánh bại Croatia 3-0 trong trận đấu vòng bảng đầu tiên của mình, trước khi đánh bại nhà đương kim vô địch Italia 1-0. Ở trận cuối cùng của vòng bảng, dù chỉ sở hữu đội hình B nhưng Morata và các đồng đội vẫn có được thắng lợi 1-0 trước Albania. Tây Ban Nha trở thành đội thứ hai giành chiến thắng trong cả 3 trận vòng bảng mà không để thủng lưới sau Italia trên đường giành cúp tại Euro 2020. Ở vòng 1/8 có một chút bất ngờ khi Tây Ban Nha để cho Georgia vượt lên dẫn trước, nhưng bàn thua chỉ kích thích tinh thần chiến đấu của bọn Tót, bởi là trong thời gian còn lại của trận đấu họ đã ghi 4 bàn ngược dòng giành chiến thắng 4-1. Tây Ban Nha của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã gây ấn tượng với lối đá tấn công cống hiến, tràn đầy năng lượng, mặc dù là không được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch trước khi giải đấu bắt đầu. Hai cánh của Tây Ban Nha bao gồm bộ đôi Lamine Yamal và Nico Williams đang chơi thực sự bùng nổ. Họ khiến cho hàng thủ đối phương phải trao đảo với những tình huống đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Về mặt lực lượng, phía tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã thực hiện 3 sự thay đổi ở trận đấu gặp Đan Mạch so với đội hình chính thức trước Thụy Sĩ. Sự vắng mặt của Jonathan Tha do án treo giò đã giúp cho Nico Schottebeck vào sân. David Raum thay thế cho Mettenstadt ở vị trí hậu vệ trái và Leroy Sané thay cho Ronald Wirtz. Và bây giờ thì Wirtz của Bayer Leverkusen có thể sẽ trở lại đội hình thay cho Leroy Sané. Trong khi đó, Jonathan Tha trở lại đội hình chính sau án treo giò. Anh sẽ chơi bên cạnh Antonio Rüdiger. Tây Ban Nha đang lo ngại về chấn thương của Laporte. Cựu hậu vệ của Man City đang bị mỏi cơ và có thể mất vị trí vào tay của Nacho. Nhưng ngoài điều đó, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có gì thay đổi. Đây là trận đấu được coi là chung kết sớm, trận đấu cân tài cân sức và đáng xem ở vòng tứ kết của Euro kỳ này. Để nhận định về kết quả trận đấu này thì thực sự là sẽ khiến cho người hâm mộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy đội nào may mắn hơn sẽ đi tiếp vào vòng bán kết. Bên cạnh màn đấu trí của những ngôi sao trên sân cũng được chờ đợi, và cặp đôi được nhắc đến không ai khác là Jamal Musiala và Lamine Yamal. Trước màn chạm trán tại tứ kết, Musiala đã không ngần ngại dành lời khen cho đối thủ bên kia chiến tuyến với những dấu ấn đã để lại khi ở độ tuổi 16. Cụ thể, ngôi sao của Bayern Munich chia sẻ: "Được thi đấu ở cấp độ này khi mới 16 tuổi thật sự là một điều tuyệt vời. Khi tôi 16 tuổi, tôi vẫn chưa đủ thể chất để tập luyện cùng các cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu đều đặn và duy trì phong độ cao." Tây Ban Nha có nhiều cầu thủ mang giá trị và rất nguy hiểm. Nico Williams, Petri đều là những cầu thủ có thể quyết định một trận đấu. Nhưng người Đức chúng tôi cũng có chất lượng, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tự tin vào bản thân mình. Cả hai đội đều có chất lượng để vào đến trận chung kết. Ở Đức, chúng tôi phải nỗ lực thi đấu, giải đấu tại đất nước của mình là một vinh dự lớn. Điều này mang lại cho chúng tôi thêm sức mạnh. Nếu chúng tôi có sự ủng hộ của người hâm mộ thì mọi chuyện có thể xảy ra. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ. Chúng tôi phải làm cho mọi người tự hào và mang lại niềm vui cho họ. Đó là một trách nhiệm lớn nhưng đồng thời cũng rất thú vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.